Viên Cương bỏ nhà đi nhiều năm bỗng dưng về. Cùng về với anh ấy là một cô gái bụng to. Lão nhị vốn dĩ vui mừng đón con trai trở về, nhưng lại biến sắc. Bọn họ hiểu ra con trai mình làm chuyện xấu ở bên ngoài. Mẹ Viên Cương trách móc con trai: sao lại làm cô nương nhà người ta như này? Càng nói càng tức liền đánh con trai. Viên Cương nói: mọi người đừng vội, để mình nói vài câu. Bọn họ nhận chứng nhận rồi, là vợ chồng hợp pháp. Nói xong liền giấy chứng nhân kết hôn cho cả nhà xem. Lần này mẹ Viên Cương từ buồn hóa vui, cười nói: là sao không nói sớm, để còn cho mọi người ra đón. Mau vào nhà ngồi, bên ngoài lạnh lắm. Viên Cương và bố mẹ nói rõ sự tình: vợ anh tên Hàm Thu, là đồng nghiệp của anh, đã quen biết nhiều năm. Bố mẹ thấy giấy chứng nhận kết hôn cũng lấy rồi, cũng đến lúc bế cháu rồi, liền nói với Viên Cương: tìm một công việc để sống qua ngày. Bố mẹ anh liền mời họ hàng đến cùng ăn bữa cơm đoàn tụ, nói rằng Hàm Thu bụng to đi lại không tiện, không cần làm hôn lễ nữa. Cả nhà đều đồng ý. Mấy tháng sau đứa trẻ ra đời là một bé trai. Bà nội ôm lấy cháu trai vô cùng vui mừng. Viên Cương đi làm ở một công xưởng xe, Hàm Thu đi xưởng dệt len. Ngày tháng trôi qua yên bình. 6 năm sau đứa trẻ lên tiểu học, Viên Cương từ chức dựa vào bản lĩnh của mình nhiều năm. Một người bạn tên Trương Cường đầu tư tiền cho anh, cùng hợp tác mở một tiệm sửa xe. Xưởng dệt của Hàm Thu cũng đóng cửa, cô ấy đi làm hộ công, chăm sóc một bệnh nhân. Bệnh nhân này là một quý bà giàu có tên Triệu Anh. Chồng của cô ấy ở nước ngoài làm buôn bán nên rất giàu có. Tuổi của Triệu Anh và Hàm Thu tương đương. Triệu Anh thấy Hàm Thu là một người chăm sóc mà lại xinh đẹp hơn mình, nên hay làm khó cô. Hàm Thu tính tình tốt, luôn một lòng chăm sóc Triệu Anh, còn nói đùa với Triệu Anh nói cô ấy là bệnh nhân, nên tôi chăm sóc cô tốt, đến khi cô khỏe rồi thì tôi không quan tâm cô nữa. Dần dần Triệu Anh liền coi Hàm Thu là bạn thân. Sau khi ra viện có cái gì ngon, cái gì hay, đều nhớ đến Hàm Thu. Một hôm Triệu Anh đều nghĩ: cô xem chúng ta đều xinh đẹp như vậy, hay chúng ta mở một tiệm làm tóc, tôi đầu tư tiền chúng ta cùng mở, tiền kiếm được mỗi người một nửa. Hàm Thu nói: cô tin tưởng tôi như vậy. Triệu Anh nói: tôi chính là tin cô, gặp được cô thật tốt. Hai người liền mở một tiệm làm tóc. Triệu Anh không sợ phải bỏ tiền ra, mời một nhà làm tóc nổi tiếng đến, cho nên làm ăn rất phát đạt. Thời gian trôi nhanh, lại 10 năm qua đi, cả nhà Viên Cương sống bên nhau hạnh phúc. Cháu trai đã lên cao học, ông bà nội rất yêu thương cậu ấy. Tiền tiêu vặt của cậu tiêu không hết, đến ra cửa đi học, ông bà nội cũng dặn dò nửa ngày, phải chú ý an toàn. Tiệm sửa xe năm đó Viên Cương và Trương Cường cùng mở, bây giờ đã trở thành một công xưởng chế tạo ô tô quy mô lớn. Viên Cương là xưởng trưởng, nhưng anh lúc nào cũng hết mình làm việc, không ngơi tay lúc nào. Vụ làm ăn của Hàm Thu và Triệu Anh càng ngày càng lớn, rồi mở ra thẩm mỹ viện lớn nhất ở đó. Nhưng cuộc sống yên bình lại bị xáo trộn. Một hôm cả nhà họ quây quần ăn cơm, Tiểu Cương giống như mọi ngày nói chuyện về trường học, rồi nói bạn học của mình phát hiện mẹ không phải mẹ ruột mà là mẹ kế. Cậu ấy biết tin liền suy sụp: chuyện này nếu như mà con gặp phải chắc là sẽ điên mất. Hàm Thu nghe thấy liền nói: đừng nói chuyện nhà người ta, không liên quan đến con. Tiểu Cương quát ức. Bà nội vô tình nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tiểu Cương, phát hiện nhóm máu của Tiểu Cương không giống với Viên Cương. Bà ấy cũng không hiểu liền hỏi bác sĩ ở gần nhà, mới biết nhóm máu của Viên Cương và Hàm Thu không thể sinh ra nhóm máu của Tiểu Cương, cũng chính là nói Tiểu Cương không phải cháu ruột của họ. Ông bà nội biết được tin động trời này, đau đớn vô cùng, vừa tức vừa hận nói: đợi Hàm Thu trở về sẽ hỏi rõ ràng. Hàm Thu đón con đi học về. Hai người vừa về nhà, bình thường khi mới bước vào cửa, ông bà sẽ ra đón, nhưng hôm nay hai người họ lại mặt đăm đăm, Tiểu Cương đành tự xới cơm, không cẩn thận làm rơi bát. Bà nội liền lớn tiếng quát: lớn như vậy rồi mà không làm được gì hết. Tiểu Cương sững sờ, trước nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ thấy bà nội như vậy. Cậu đành cầu cứu ông nội, nói không phải cố ý, là bà nội bắt nạt mình. Ông nội lại nói đã làm vỡ bát còn nói cái gì. Tiểu Cương chưa từng bị đối xử như vậy, tức giận không ăn cơm mà đi về trường. Mẹ chồng liền nói chuyện với Hàm Thu. Hàm Thu rơi nước mắt nói Tiểu Cương không phải cháu ruột của họ. Mẹ chồng liền bảo cô là đồ lừa đảo, ở đằng sau lưng con trai tôi mang thai con người khác, mau ly hôn đi. Hàm Thu thấy bố mẹ chồng đau lòng, không thể giải thích nổi, liền đồng ý ly hôn với Viên Cương. Khi Viên Cương về nhà, mẹ liền nói Tiểu Cương không phải con ruột của anh, Hàm Thu là con rắn độc. Viên Cương bảo mẹ đừng nói như vậy, Hàm Thu và mình sống với nhau nhiều năm như vậy, cô ấy là người như nào mình còn không biết sao. Anh biết Tiểu Cương không phải con trai ruột của mình. Hóa ra năm đó Hàm Thu mang thai con của người khác, nhưng người đó lại bỏ rơi cô. Viên Cương vẫn luôn theo đuổi cô. Hàm Thu lúc đó muốn tự sát, là Viên Cương cứu cô ấy lại. Hàm Thu cố chấp muốn bỏ đứa bé, nhưng Viên Cương không cho, nói con của cô cũng là con của mình, không cho Hàm Thu nhắc đến chuyện này nữa.
Bố mẹ anh nghe xong, trong lòng phức tạp, không nói được lời nào. Hàm Thu cố chấp ly hôn với Viên Cương, nhưng anh không đồng ý. Hàm Thu nói bọn họ ly hôn là cách tốt nhất để đứa trẻ rời khỏi thành phố này đi nơi khác học, thì bố mẹ anh mới an lòng. Viên Cương yêu Hàm Thu sâu đậm, chỉ đành đồng ý. Tiểu Cương được đưa đến một trường học nổi tiếng ở nơi khác, chỉ có kỳ nghỉ mới được về nhà. Hàm Thu và Viên Cương sợ ảnh hưởng đến việc học hành của con mà không nói ra chuyện ly hôn. Một năm qua đi, Hàm Thu và Viên Cương bận việc sự nghiệp riêng, nhưng trong lòng vẫn có đối phương. Xưởng của Viên Cương có vấn đề, tiền vốn bị ngân hàng đóng băng, nhân viên thi nhau chạy đến để đòi tiền lương. Tài vụ công ty không biết họ đã ly hôn nên gọi điện cho Hàm Thu, nói cho cô tình hình. Hàm Thu nghe thấy rất lo lắng, liền đến ngân hàng rút hết tiền ra, trả lương cho nhân công. Viên Cương nói là với em thì anh không nói cảm ơn nữa. Hàm Thu nói nếu không đủ tiền thì nói với em. Nói xong liền rời đi. Chủ nợ tìm đến nhà Viên Cương, chặn trước cửa không cho anh ra ngoài, làm bố mẹ anh vô cùng lo lắng. Trong nhà không còn tiền, em của Viên Cương liền bảo hay gọi cho chị dâu. Bây giờ chỉ có chị dâu mới có thể giúp đỡ. Hàm Thu nhận điện thoại, bản thân cô cũng hết tiền rồi, đành đi tìm Triệu Anh. Triệu Anh khuyên cô là ly hôn rồi thì đừng quan tâm nữa. Hàm Thu nói tuy ly hôn nhưng vẫn là người một nhà, Triệu Anh không khuyên được cô ấy, liền đưa cô đến ngân hàng rút tiền. Hàm Thu cầm tiền đến, giúp bọn họ qua khó khăn. Bố mẹ chồng vô cùng cảm kích cô. Tiểu Cương về nghỉ Tết, vô tình nghe thấy ông bà nói chuyện, biết mình không phải con ruột của Viên Cương, nhất thời không chịu nổi mà bỏ đi, làm cho ông bà nội lo lắng. Nói đứa trẻ này là cháu ruột của mình, đừng ai hòng cướp đi. Cháu trai không quay về, bọn họ sẽ không sống nổi. Vẫn là Viên Cương thương hiểu con trai. Anh tìm thấy Tiểu Cương, một tiếng của con trai. Bố nuôi con từ nhỏ, con nuôi bố về già. Viên Cương trước giờ không hề rơi nước mắt, mà lại khóc như mưa, nắm chặt tay con trai, giống như hồi nhỏ, từng bước đi. Bàn tay của bố ấm áp như vậy. Sau khi công xưởng của Viên Cương được xử lý, khôi phục bình thường, Hàm Thu và Viên Cương tổ chức hôn lễ, bù đắp nuối tiếc của 17 năm trước. Một câu nói đồng ý của Hàm Thu, làm cả nhà họ vui mừng hoan hô. Cảm ơn đã xem video của tôi, chúng ta gặp lại sau.